mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin ba sạch. Thưa quý vị, qua kiểm tra các cơ sở nhập khẩu kinh doanh sản phẩm sữa Nutrilat bị cảnh báo không an toàn, lực lượng chức năng ở Hà Nội vừa xử phạt hành chính 12 triệu đồng đối với một công ty kinh doanh sữa cho trẻ em, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Omni Asia Pharma vì điều kiện bảo quản sữa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo Sở Y tế Hà Nội. Thực hiện chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế về việc tạm dừng lưu thông một số lô sản phẩm sữa công thức Nutrilat 1 dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng và Nutrilat 2 dành cho trẻ từ 6 đến 12 tháng. Tri cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn Omi Asia Pharma số 851 đường Tam Trinh Hoàng Mai. Tại thời điểm kiểm tra Công ty đã xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động nhập khẩu sản phẩm dinh dưỡng Nutrilat, đồng thời báo cáo không nhập các lô sản phẩm theo cảnh báo nêu trên của Cục An toàn thực phẩm. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại kho của công ty, phát hiện điều kiện bảo quản sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Cụ thể, kho bảo quản sản phẩm của công ty này không đầy đủ giá kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh. Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty. Số tiền phạt là 12 triệu đồng. Cùng đó, đoàn kiểm tra đã lấy 4 mẫu sản phẩm của công ty này để kiểm nghiệm. Trước đó, thì Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không cho trẻ sử dụng sản phẩm Nutrilat 1 và Nutrilat 2 do kết quả cho thấy là hàm lượng sắt và kẽm trong các sản phẩm này thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế Codex và Quy định của Việt Nam. Thưa quý vị, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế mới đây cũng đã đề nghị người tiêu dùng tạm thời không mua và sử dụng các sản phẩm rượu nếp của cơ sở sản xuất rượu đất lúa địa chỉ ở Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên. Khuyến cáo này được đưa ra sau khi Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội tiếp nhận 7 bệnh nhân trong hai vụ ngộ độc methanol ở Bắc Giang. Các bệnh nhân đều cùng uống loại rượu trên. Vụ việc đã khiến cho một bệnh nhân tử vong, một trường hợp khác suy giảm tính lực, và di chứng thần kinh. Xét nghiệm trong rượu bệnh nhân đã uống do gia đình mang đến cho thấy nồng độ cồn công nghiệp methanol là 20,21%, trong khi đó nồng độ rượu thông thường ethanol chỉ là 11,42%. Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Công Thương đang tiến hành điều tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý sản phẩm, áp dụng các biện pháp khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm đối với loại rượu trên. Thời gian qua nhằm cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng, thủ đô và ngành nông nghiệp Hà Nội cũng đã đẩy mạnh việc phối hợp quản lý an toàn thực phẩm với các tỉnh thành phố. Cụ thể là từ năm 2015 cho đến nay thì ngành nông nghiệp Hà Nội đã tiến hành lấy 18.480 mẫu nông sản từ các tỉnh nhập về thành phố, trong đó thì có 17.606 mẫu đạt chiếm tỷ lệ là 95,3%, còn lại là các mẫu vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đối với các mẫu vi phạm của các tỉnh, đơn vị này thông báo kịp thời cho các địa phương để điều tra truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân tại các cơ sở có mẫu vi phạm và có giải pháp khắc phục, quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng thủ đô. Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố cũng đã buộc tiêu hủy gần 40 tấn thực phẩm không bảo đảm an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, khắc phục về nhãn mác trên nhiều lô sản phẩm không ghi đầy đủ nội dung. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh cũng đã có chương trình kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm để kiểm soát chặt chẽ trên địa bàn tỉnh, thành phố. Cũng theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội thì một số các địa phương thực hiện quy hoạch vùng sản xuất chưa nghiêm, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ và manh mún chưa có nhiều vùng sản xuất đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ, chất lượng sản phẩm từng mùa từng vụ cũng chưa đồng đều và tỷ lệ sản phẩm truy xuất nguồn gốc còn thấp những tồn tại này đã gây khó khăn cho việc quản lý an toàn thực phẩm của các ngành chức năng cũng một thông tin khác liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm. Sau 2 năm thực hiện chính sách hậu kiểm với sản phẩm thực phẩm theo nghị định số 15 của chính phủ quy định về một số luật an toàn thực phẩm, đến nay thì có tới hơn 90% loại sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm được tự công bố chất lượng. Doanh nghiệp được tự đứng ra công bố chất lượng sản phẩm, đồng nghĩa với việc là doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về mọi thông tin của sản phẩm khi mà đã tự công bố. Tuy là đã tạo ra cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp, việc quản lý an toàn thực phẩm theo phương pháp hậu kiểm thì cũng đã bộc lộ không ít những bất cập. Nghị định 15 quy định tổ chức cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình, hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và công bố trên hệ thống dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm. Tuy các cơ sở chế biến thực phẩm phải tự chịu trách nhiệm khi tự công bố đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất vận chuyển chế biến không nào cũng có nguy cơ mất an toàn thực phẩm đặc biệt là khâu chế biến với hàng nghìn cơ sở chế biến từ nhỏ lẻ đến quy mô lớn việc kiểm soát nguyên liệu đầu vào hiện chủ yếu dựa vào giấy chứng nhận của nhà cung cấp đối với các sản phẩm từ rau củ quả thì lấy thông qua các công ty phân phối hoặc là thông qua các trang trại mà có những cái chứng nhận về 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 về, 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 về về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như là các vấn đề về sửa. Chỉ tính riêng địa bàn thành phố Hà Nội có tới hơn 27.300 cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và gần 187.000 cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. Số lượng quá lớn này khiến công tác thanh kiểm tra hàng năm bị quá tải. Trung bình mỗi năm, việc thanh kiểm tra chỉ có thể thực hiện tại 18.000 cơ sở việc mà giao quyền cho 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 trách giao quyền và giao trách nhiệm cho cho cơ sở thì dẫn đến một cái việc là tất các cái hoạt động đấy có thể ở đâu đấy chưa được các cơ quan nhà nước kiểm soát hết vì thực tế là cái số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh nó rất là nhiều đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình trên cả nước số lượng các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm quy mô nhỏ lẻ chiếm đại đa số và thường xuyên biến động trong khi nghị định 15 quy định các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ không phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, sau khi thực hiện tự công bố, doanh nghiệp được phép đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp có nguy cơ mất an toàn thực phẩm thì dù có kiểm tra xử lý nhưng thực phẩm không đảm bảo an toàn đã được lưu thông trên thị trường. Để chính sách hậu kiểm đi vào cuộc sống. Bên cạnh việc tác động để thay đổi hành vi sản xuất, kinh doanh và thói quen tiêu dùng của người dân, thì giải pháp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm vẫn là quan trọng nhất. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin ba sạch của chúng tôi ngày hôm nay. Phần thời lượng cuối sẽ là những thông tin thời tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, hiện do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên trong hôm nay và ngày mai tại khu vực Bắc Trung Bộ cũng như là ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ bao gồm Hòa Bình, Sơn La hay là Bắc Giang và khu vực Việt Bắc có mưa vừa mưa to với lượng mưa rất to dao động trong khoảng từ 20 cho tới 50 mm, có nơi thì trên 60 mm. Cũng do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông kết hợp với không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ thì trời trở lạnh, có nơi thì trời rét với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng phổ biến ở ngưỡng từ 17 cho tới 20 độ, vùng núi dao động trong khoảng từ 15 cho tới 17 độ, vùng núi cao thì có nơi dưới 12 độ. Riêng tại thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 cho tới 20 độ. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi thì trên 110 mm. Tỉnh Hà Tĩnh thì có mưa với lượng mưa phổ biến dao động trong khoảng từ 10 cho tới 20 mm, có nơi trên 60 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới khu vực Hà Tĩnh, nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh như là Nghệ An, Hà Tĩnh xuôi xuống khu vực Nam Bộ. Theo diễn biến mực nước tại trạm Hải Văn, Vũng Tàu vẫn đang có xu hướng tăng chậm. Dự báo chiều cường sẽ đạt đỉnh từ hôm nay cho tới ngày 19 tháng 11 và từ ngày 20 tháng 11 thì sẽ xuống dần. Mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt khoảng 4,35m vào chiều tối nay và dạng sáng ngày mai. Do ảnh hưởng của chiều cường, nguy cơ ngập úng cũng có thể xảy ra ở vùng trũng thấp đô thị ven biển khu vực Đông Nam Bộ như tại thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh hay là tại Bạc Liêu, Cà Mau. Thời gian ngập sâu nhất trong khoảng từ 1 đến 4 giờ sáng và từ 15 cho tới 19 giờ. Bà con cần hết sức lưu ý cho các hoạt động trong đời sống và sản xuất nông nghiệp. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.